thử ném iPhone 14 Pro Max đi anh. Phải thử mới được nhé. Peter ơi, ra đây mà coi 14 Pro Max này. Ui là trời. Một cảm giác thật là cảm giác quả táo. 14 Pro Max chip A16, viền thép long lanh lấp lánh và màu tím thì thường được ví với mộng mơ, nhưng về Việt Nam thì thành màu mắm tôm. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ thấy cái mắm tôm nào nó thơm như này. Tình hình là phải order thêm suất bún đậu. Rủ cà rút đi ăn bún đậu mắm tôm kiểu này thì dễ thành người yêu lắm. Mắm tôm bình thường thì có nhiều người không thích, nhưng mắm tôm này chắc nhiều người thích. Người yêu lại bảo anh ơi em thích ăn mắm tôm thì cứ liệu. Chỉ có một điều là iPhone 14 à? Em ơi nhẹ tay thôi. Làm sao đây? Anh bị đau thận. Và để bảo vệ thận của mình thì nên có đồ bảo hộ. Phải có kính cường lực Assassin Adam, một trong những loại đầu tiên hỗ trợ cho iPhone 14 Pro Max. Có vắt viền 2D, độ dày 0.3mm và có độ cứng là chuẩn 9H. Thử cho mà ra, úi giời, ướt hết người rồi. Có va chạm nhưng mà viền kính không hề bị sao cả. Chỉ cần lau sạch màn, chấm kỹ tí cho đỡ dính bụi, rồi đặt kính cường lực lên, vuốt nhẹ một cái vào giữa, nó sẽ chảy đều ra hai bên. Thế là sao? Góc nhìn sắc nét, phủ nano siêu mượt, hạn chế việc bám nước cũng như là mồ hôi tay. Cường lực ngon rồi thì thêm cái ốp lưng chống sốc vào nữa là đủ bộ. Giờ thì tự tin drop rồi. Và đây là khoảnh khắc quyết định thận của bạn sẽ đi về đâu. Buông lời bên tại kính. Trời ơi, may quá, không sao cả. Nhưng thận hơi nhói chắc tại áp lực quá. Bất không sao, phải có áp lực mới có kim cương. Lại lần nữa nhé, dù gì cũng đã đau thận rồi. Thêm lần nữa nhé. Thả bắt đầu tự tin hơn rồi đấy. Tình hình là vẫn còn tươi lắm. Báo cáo cục bộ là mắm tôm vẫn còn nguyên nha. Mà mắm tôm thì phải cho thêm tí ớt nhở. Tiện thái ớt luôn, chỉ là cái thớt này nó hơi nhức thận một xíu thôi. Nhưng mà an tâm, không phải phải lo, màn hình nó chả sao cả đâu. Cường lực nó đỡ cho hết rồi. Tầm quan trọng của đồ bảo hộ là không thể thiếu được. Nếu như bạn nào thích cái mẫu cường lực này thì có thể vào giỏ hàng để mua nhá. Không chỉ có iPhone 14 đâu, mà nó có đủ mẫu từ iPhone 6 trở đi nha. Test thử với máy khoan thì trộm vía không xước tí nào luôn. Đáng đồng tiền bát gạo nha. Lắp bảo hộ và thi thoảng làm màu quăng máy cái tự tin hơn hẳn. Nói chung là mắm tôm ngon, thế nên mình quyết định sẽ mua cho Pit một cái cường lực. Có nên dùng dìu đa năng 6 trong 1 không? Dìu đa năng 6 trong 1. Phải thử mới biết được. Như này, đặt ngay một cái và thử cho các bạn xem. Con này hàng Nhật nha. Mới đầu thì cứ nghĩ là nó nặng, nhưng mà không, cầm vào rất nhẹ. Về ngoại hình thì giống y như trên quảng cáo, bao ngầu, đẹp. Cái lưỡi dìu này bằng sắt nha, thử bằng nam châm cái là hút luôn. Vì là thiết kế tối ưu cho lưỡi dìu nhỏ gọn, nên là khi chặt thì cũng phải dùng sức nhiều hơn so với lưỡi dìu bình thường một tí. Cái phần đằng sau này thì là đầu búa, gõ thì cứ phải gọi là đầm tay cực luôn, phát một. Có một cái dụng cụ nữa cũng khá là hay, đầu dài là đá lửa. Chỉ cần quẹt vào dìu như thế này là có thể tạo ra lửa. Còn cái phần đầu ngắn hơn này là còi cứu sinh. Tuy nhiên là mình thấy nó có vẻ hơi bé, trừ một điểm. Ở trong thân dìu thì có một thanh kim loại dài khoảng 15cm, bén ra phết, mang ra phát cỏ dại ok nha. Ở cái phần vỏ bọc thì có thiết kế một cái móc để móc vào thắt lưng, lúc nào cần thì tiện lấy ra lấy vào. Nói chung là con này nhìn đẹp, ngầu, mang đi để phát cỏ dại với thám hiểm rừng xanh được nha. Tổng kết lại, 9 trên 10, ok các bạn ơi. Có nên dùng găng tay nấu bếp siêu dai? Găng tay siêu dai à? Phải thử mới được nhé. Biết đây, ra mở túi đi biết đây. Quả găng tay này có vẻ hợp lý đấy. Vận chuyển hộp hơi méo một tí nha, trừ một điểm để kiểm tra chất lượng xem nào. Ui, nó khác hẳn với găng tay bình thường mình mua ngoài chợ luôn các bạn ạ. Sờ cảm giác nó mịn và có độ đàn hồi hơn. Nó khác hoàn toàn với găng tay túi bóng ở ngoài chợ. Mới vò có một tí đã nhăn rồi. Mình vò cả hai loại cho các bạn xem nhé. Đây, găng tay thường tèo hết vào, còn con này vẫn đàn hồi tốt bởi vì chất liệu nó là TPE nên rất dai, dùng hơi bị thích luôn nha. Nhất là đối với những ai để móng tay dài, đeo loại này nấu ăn các thứ nó đỡ bị rách hơn. Găng tay túi bóng thường rất dễ bị rách ở những cái phần ngón tay, TPE thì nó nhây, ít bị rách hơn. Đeo vào sờ cảm giác nó khá là thật tay. Găng tay túi bóng bình thường vuốt điện thoại lúc được lúc không, con găng siêu dai rất bám, vuốt phát một. Mình thấy ok đấy, cũng khá là rẻ. Một hộp này là 100 cái. Tình hình là từ giờ mình chuyển sang dùng loại này cho nó sướng. Có nên thử máy hút bụi cầm tay siêu khỏe không anh ơi? Máy hút bụi cầm tay? Phải thử biết được như này. Pit ơi, ra mở hàng đi Pit ơi. Dạo này là Pit hơi lười đấy nha. Theo kinh nghiệm của mình, nếu dùng hút bụi cầm tay thì nên ưu tiên chọn loại nhẹ cho nó tiện. Mà trong giá tầm trung muốn vừa nhẹ vừa khỏe thì có thể tham khảo em Redrot V17 này. Nó thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, rất gọn nhẹ, chỉ khoảng 1.4 kg đến 1.6 kg. Thế nên rất tiện để xách lên dọn dẹp vì nó không quá nặng. Lực hút lớn lên đến 26.500 pascal. Riêng cái cỡ của thằng Pit thì được hút phát một luôn. Ông làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy. Không chỉ có sức hút, anh chàng này còn nhiều đồ chơi mà những con máy trong tầm giá khác không có, giúp bạn trở thành dũng sĩ dọn nhà. Đặc biệt là có chổi lăn kép, lăn theo hai chiều khác nhau, giúp hiệu quả làm sạch tăng lên gấp đôi. Nhưng con giá cao chưa chắc đã có chức năng này. Và con lăn này có thể thay ra được. Chữ V dành cho bụi to, còn đây là dành cho bụi nhỏ hơn. Lắp tùy theo nhu cầu sử dụng, có ống nối gấp linh hoạt, có thể bẻ gấp cho địa hình phù hợp. Nó lại còn có cả đèn giúp mình có thể quan sát được những cái góc tối khi dọn dẹp. Trên máy có loa lọc HEPA giúp lọc bụi mịn, than hoạt tính giúp khử mùi và vi khuẩn. Pin 4000 mAh bảo hành 12 tháng. Gọn nhẹ, dễ di chuyển, lực hút mạnh, có thể dùng để dọn nhà, bàn ghế, sofa và cũng rất tiện để cầm theo dọn dẹp trên xe ô tô. Máy được bảo hành 24 tháng. Tính ra thì cũng rất là ổn. Nhưng mà tình hình hôm nay bạn làm dũng sĩ dọn nhà rồi, tạm thời không chấm điểm nha. Có nên thử loa mini dã chiến chống nước siêu bền? Dã chiến chống nước à? Phải thử mới được như này. Pit ơi, ra mở. Ui giời, đè cả vào Pit rồi. Bớ người ta, cứu tôi. Xin lỗi Pit nhà, thôi rùa ơi, ra mở hộ Pit đi. Hôm nay Pit bị chấn thương rồi. Anh không hề cố ý đâu Pit ơi. Tất cả là tại cái loa này đấy. Nhìn qua thôi đã thấy nó dã chiến rồi. Nhìn rất là kiểu lính thủy đánh bộ, góc cạnh kiểu quân đội, kích thước vừa bằng lòng bàn tay luôn. Có kèm theo một cái móc để nó đeo vào loa như thế này. Để lúc cầm loa theo thì có thể là đeo vào ba lô túi sách các kiểu, khá là tiện. Và đặc biệt con này kháng nước khá là tốt nha. Mình mang hẳn ra bể bơi để test nhưng mà ném xuống nước nó nổi như cái phao không bị chìm. Dã chiến như thủy quân lục túi luôn. Ở viền có bọc một lớp cao su để hạn chế lực va đập, để chịu được những cái trường hợp
phải gọi là lỡ tay làm rơi, hoặc là lỡ tay lái xe đi qua nó, hay là lỡ tay dùng nó để kê chân chống xe máy, hoặc có thể dùng để kết nối bạn bè giao lưu một tí võ thuật chẳng hạn. Dùng xong rồi mà bị bẩn thì lại mang đi rửa cho nó sạch thôi. Tặng kèm theo jack chuyển 3.5 để cắm vào nghe nhạc trực tiếp từ các thiết bị khác. Chất âm khá là ngon nghẻ trong phân khúc giá rẻ. Được đấy, rất nam tính và mạnh mẽ. Tuy nhiên sự mạnh mẽ này vẫn thiếu màu hồng. Chưa một điểm. Tổng kết lại chỉ được 6 ngược thôi. Ok nha các bạn ơi. Đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thế nên là quyết định phải thử ngay ghế Công Thái Học để nâng cao chất lượng cột sống. Cột sống này thiếu canxi rồi. Đã thế bẻ lái sang Công Thái Học tối giản. Bản siêu tiết kiệm phù hợp với những chiếc ví đang đau đớn. Pít đây, ra mở hàng đi, pít đây. Dạo này ông pít là hơi lười rồi đấy các bạn ạ. Đấy rồi, ghế Công Thái Học. Nhưng nếu nhìn bình thường thì chắc không ai nghĩ đây là cái ghế đâu. Tuy nhiên nó lại là quà tặng cột sống theo đúng nghĩa đen. Thiết kế Công Thái Học với đường cong mỹ miều. Đường cong này sẽ đẩy vào vùng lưng dưới, nắn chỉnh cột sống xương giúp cho tư thế ngồi đúng, chống đỡ phần lưng khá chắc chắn. Cái này bằng nhựa nylon. Và qua đánh giá thực tế thì thấy là bền phết nha. Khả năng chịu lực tốt, đứng lên thoải mái. Đặc biệt là thiết kế siêu tiện lợi, cầm đi ngồi khắp nơi được. Như là đặt trên ghế ngồi làm việc này, hoặc là đặt trên ghế ô tô ngồi lâu cho đỡ vẹo lưng, hoặc là có thể là ngồi bệt luôn ra đất. Tự nhiên có chỗ dựa thoải mái phết. Và cái đường cong này như muốn nhắc nhở chúng ta rằng hãy thẳng cái cuộc sống lên đi, đừng như này nữa mà hãy nên thẳng lưng như thế này. Và cơ bản là ngồi nó cũng sướng cái lưng, thành ra là ngồi quen rồi, đến lúc bỏ ra thì nó cứ thiếu thiếu cái gì. Ngoài mẫu cho nam này ra thì còn có mẫu cho nữ và trẻ em nữa. Có màu đỏ nhưng lại không có màu hồng. Chưa một điểm. Thôi tổng kết lại là mình vẫn sẽ dùng cái này nha các bạn ơi. Có nên dùng bình xịt khử mùi hôi dày không anh ơi? Khử hôi dày à? Phải thử mới được. Như này, trợ lý rồi. Ui trời, hồi trợ lý Pit sẽ là người giúp mình mở món đồ này. Một sản phẩm đến từ Nhật. Ơ, của Nhật à? Tập trung vào đi anh ơi. Đầu xịt thiết kế 360. Và cái chai khử mùi này là có dạng xịt nha. Ấy, mùi thơm phết nha. Mùi dễ chịu đấy. Cách dùng là ấn đầu bình xịt vào giày như thế này. Đấy, nó len lỏi trong những cái ngóc ngách của đôi giày. Có thể thấy là nó len qua những cái sợi vải. Tiện xịt vào tất luôn. Thấy bảo đây là công nghệ AG cộng giúp ức chế vi khuẩn gây mùi gì đó. Sờ nó mát mát. Xịt thử luôn vào chân nó mát lạnh các bạn ạ. Cái mùi nó cũng thơm kiểu mát mát luôn. Và xịt xong xỏ giày vào cảm giác nó mát cả bàn chân. Dùng được các loại giày cổ cao cổ thấp đều được. Mình thấy công nghệ này khá là hay đấy. Xịt thử xương xương vào giày xong rồi để đấy khoảng 4 ngày sau vẫn thấy có tí mùi thơm thoang thoảng. Đúng là hàng Nhật có khác. Mình dùng bắt đầu thấy ưng rồi đấy. Tuy nhiên là nó chỉ đỡ hôi chân thôi chứ không thể đỡ được hôi nách. Chưa một điểm. Tổng kết lại là dùng được nha. Có nên thử máy nhổ lông măng vịt cầm tay? Được nhỉ. Phải thử mới được. Như này, món này có vẻ rất là hữu ích nhá. Triệu hồi trợ lý Pit sẽ là người giúp mình okay, mở. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Trên thị trường nhiều hàng nhái, các bạn khi mua để ý nha. Con này mình mua là của Việt Nam sản xuất và có bảo hành hẳn hoi. Nguồn 24V, an toàn khi sử dụng. Rồi, thử luôn cho nó nóng. Pit ơi, kiếm cho anh con vịt. Vịt hả? Có vịt luôn. Mày đùa anh nhỉ? Vịt tay thì làm kiểu gì? Chả được cái tích sự gì cả, đây tự ra vườn bắt cho nhanh. Tránh ra là nhìn anh thể hiện đấy này. Chạy đi đâu. Ui giời. Ủa trời, nó là con gà mà, đâu phải con vịt đâu. Ủa, alo. Đây mới là con vịt nè. Ui giời, có đúng là con vịt không đấy? Ui giời, vịt mà có biết cắn cơ à? One hour later. À, đây đúng là con vịt thật rồi. Bình thường những cái lông măng vịt này nhổ rất là lâu. Thế mà thử dí quả máy này vào là dí đến đâu là đi đến đấy luôn. Đấy, chạy mượt luôn anh em ạ. Được của nó đấy. So với việc ngồi nhổ bằng tay thì dùng máy để làm tốc độ phải nhanh hơn 70%. Nhất là những cái lông măng lông tơ này dí máy vào đi rất là dễ dàng. Ngồi nhổ tay không biết đến bao giờ. Rất là hay, đó là dí máy thoải mái không hề bị cắn rách ra. Rất dễ sử dụng. Mẹ mình dùng lần đầu tiên một cái là ưng luôn. Bạn nào làm gà vịt nhiều hay là hàng quán gì đó có con này là hơi bị hợp lý nha. Thôi mà tình hình hôm nay mình bận rồi, hẹn hôm khác chấm điểm nha. Có nên dùng kính đèn led điều khiển chữ chạy? Phải thử biết được như này. Và đây là trợ lý Pit. Pit sẽ giúp mình mở quả siêu phẩm này. Mình muốn có quả kính này từ lâu rồi, nhờ xem TikTok mới tìm được chỗ để đặt đấy. Và đây là lúc bóc siêu. Xôi ôi, bóng loáng luôn. Và ở bên trong này thì nó có gắn đèn led nha. Đây là nút nguồn, ấn giữ 2 giây để kính bật nguồn. Đấy, lên rồi. Và đặc biệt đó là con này có thể kết nối với điện thoại để bạn có thể viết chữ lên đây. Ví dụ Đàm Đức viết tặng cho Pit quả tên nhấp nháy. Nói chung là thích viết chữ gì lên đây cũng được, chứ nó sẽ tự động chạy. Rất hay, kiểu thay cho lời muốn nói. Và trong bộ nhớ của nó cũng có sẵn một kho icon nha. Tha hồ mà chọn hình rồi biểu cảm các kiểu. Ngoài ra nó còn có chức năng DIY. Cụ thể đó là vẽ hình lên kính. Nếu có chẳng may vẽ sai một nét thì cũng đừng lo, có thể tẩy đi để vẽ lại. Và sau khi vẽ xong có thể lưu lại vào bộ nhớ để dùng khi cần. Mà chưa hết nha. Còn một quả ulti skin cuối vô cùng đặc biệt nữa, đó là kính có thể nháy theo nhạc. Nó sẽ tạo ra cột sóng nhạc để quẩy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó sinh ra là để đi cảnh. Về thời lượng pin thì an tâm là pin rất trâu. Sạc đây là chỉ sợ anh em không đủ sức quẩy cho nó hết pin thôi. Và khi đeo vào thì vẫn nhìn thấy đường và bấm điện thoại như thường nha. Tổng kết lại là mình thấy cái kính này ok nha các bạn ơi. Có nên dùng máy cạo râu siêu bền? Máy cạo râu à? Phải thử mới được. Như này, máy cạo râu siêu bền à? Pit ơi, ra mở hộp đi Pit ơi. Đây là một bộ khá đầy đủ với hai món. Cái nhỏ nhỏ này chính là máy tỉa lông mũi nha. Con này là tẹp đính kèm thôi. Còn nhân vật chính là cái máy cạo râu này. Tên của nó là FS371VN, chính hãng của Flyco. Đẳng cấp của nó ăn đứt những con hàng pha ke trôi nổi ngoài chợ. Thử một con hàng pha ke cho xem này. Ôi giời, nó kêu như một cái máy cắt cỏ. Hàng chuẩn Flyco này. Đấy, thấy chưa, máy nó chạy êm như này cơ mà. Thiết kế kháng nước, mang đi rửa thoải mái luôn. Rất là an toàn, kể cả là cạo lúc đang mất không bao giờ bị giật. Ba lưỡi kép đàn hồi để ôm sát vào các góc mặt, ấn di thoải mái, không đau không rát tí nào. Ví dụ như quả dâu này mà chạm vào da sẽ khá là đau. Dùng máy cạo phút là xong. Cạo là phải ấn vào một tí massage xoay tròn, rất là sạch luôn. Các bạn nữ có thể nghiên cứu cái này tặng cho người yêu được nha. Cạo cho nó đỡ bị dâu chọc vào người. Còn về độ bền thì đây, anh trai mình dùng con này được 3 năm rồi. Còn đây là con của mình mới đặt về. Mặt trước nhìn vẫn bóng lắm, mặt sau nhìn cũ hơn tí và bị mờ mất chữ. Nhưng dùng 3 năm rồi chạy vẫn ngon, thậm chí chưa từng thay lưỡi. Tính ra ấy, thì tiền mua dao cạo trong vòng 3 năm đắt hơn con máy này nhiều. Chưa kể đến việc cạo máy nó nhanh mà thích hơn. Biết thế mình dùng từ sớm. Tổng kết lại, nói chung là ok nha các bạn ơi. Có nên dùng thanh led nháy theo nhạc nhiều lượt bán nhất trên TikTok? Bán nhiều nhất TikTok cả. Phải thử biết được. Nhìn anh, triệu hồi trợ lý rùa ra mở hàng. Đây,
nhìn đơn giản nhưng mà không hề đơn giản. Top 1 bán chạy trên TikTok Shop, rất nhiều bình luận tích cực, không hề đơn giản tí nào. Vẫn là kiểu dáng thanh LED với 32 đốt LED cảm biến âm thanh, nhưng khác với loại thường là phải cắm điện và liên tục thì loại này không cần cắm điện, nó vẫn nháy. Nó dùng sạc pin tiện lợi hơn rất nhiều, cầm đi đâu cũng được, để lên xe ô tô cũng được, sạc xong cầm đi làm light stick quẩy các kiểu luôn, trung thu đi rước đèn mà múa như gậy như ý chứ đùa. Khi sạc đầy 4 vạch pin, nếu mà dùng cho nó nháy liên tục thì sẽ được khoảng 3 tiếng hơn. Dùng để decor trang trí bao đẹp vì nó có nháy theo nhạc. Nó như thế này này, đẹp phết thì chứ đùa đâu nhỉ. Ngoài điều khiển 3 nút này ra thì có thể điều khiển qua app, điều khiển nhiều thanh một lúc được nha. Có tặng theo miếng dán để gắn vào phía sau thanh LED, gắn lên tường và các bề mặt, gắn bề mặt nào cũng được. Khá là đẹp ấy. Ngày xưa mà mua cái này là hơi bị đắt, nó khoảng mấy trăm nghìn thôi, nhưng bây giờ đang được giảm giá chỉ còn có mấy chục, tổng kết lại là ngon, múc được nha các bạn.